Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 52 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi xem xong bức họa, Mạnh Thiên Sở nói: "Bức họa thì đẹp, thế nhưng bài từ này và nội dung vẽ có vẻ không hợp với nhau. Sắc thái của bức họa này có vẻ diễm lệ, nhưng lời từ thì sao mà bi thương quá như vậy?" Chu Hạo cảm khái nói: "Hồng nhan bạc mệnh, đại khái chính là ý tứ này. Một cô nương xinh đẹp là vậy, không ngờ lại chết đi. Ai mà độc ác quan tâm đến thế?" "Chu Hạo, thu bức vẽ đem về để ta xem xét lại cho kỹ." Mạnh Thiên Sở mở các bức vẽ khác ra xem, nhưng dường như đó là tác phẩm dụng để luyện bút của chủ nhân, so với bức vẽ trước kém một khoảng cách rất xa. Khi hắn vừa định cuốn các bức vẽ này thu lại hết, một trong số đó đã dẫn đến sự chú ý của hắn. Đấy là một bức họa nhỏ chỉ dài 1 mét, trong đó vẽ hai nữ tử trên một bục gỗ bên cạnh sông. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ nằm dựa vào một cái ván kê, biểu tình ra vẻ thích thú. Bên cạnh là một nữ tử tuổi nhỏ hơn, trong tay cầm cái quạt bồ, ngồi cạnh cô nương kia. Xung quanh có lau sậy và hoa dại. Trên mặt nước còn có hai con vịt nhàn nhã bơi. Bên trái bức họa có đề câu: "Giữa thu được mời ở lại, một thoáng lời nhắc ở nhà Thanh Chân cư sĩ." Mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, cao hứng cười nói: "Ông trời có mắt, đúng là ông trời không tuyệt đường con người, ha ha. Câu này đúng là nói rõ tâm tình của ta lúc này đây." Chu Hạo thấy Mạnh Thiên Sở cao hứng như vậy liền hỏi: "Thiếu gia có phát hiện gì sao?" Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, thế nhưng không trả lời. Hắn sau đó dẫn Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết về nhà. Ngay từ xa đã nghe tiếng cãi cọ, hắn nhíu mày đi nhanh về phía phát ra âm thanh. Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết liền bám theo sau. Lúc này phòng của Phi Yến đã ngổn ngang tan tành. Phi Yến tránh ở góc tường khóc rất thương tâm, ôn nhu một tay cầm cây chổi lông gà, một tay chống eo, mặt mày bặm trợn. Tà Sẽ Âm ênh cái bụng bầu hộ vệ trước người Phi Yến. Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh không biết làm sao mới phải. Thấy Mạnh Thiên Sở bước đến, mọi người đều hẹn vẻ cầu cứu. Hắn bước tới đứng ở cửa, Phi Yến vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới, giống như đứa bé tìm kiếm sự che chở từ cha mẹ vậy. Ôn Nhu xông lại chụp lấy Phi Yến co kéo, do dùng lực quá mạnh đã khiến ống tay áo của Phi Yến rách ra. Mạnh Thiên Sở chụp tay ả hất mạnh, Ôn Nhu lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống đất. Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến vào lòng, tức giận quát hỏi Ôn Nhu: "Cô làm cái gì vậy?" Ôn Nhu bò nhồm dậy, dùng cây chổi lông gà chỉ Phi Yến đáp: "Ngươi hỏi ta, sao không hỏi nó thử coi?" "Ta là phu quân của cô, không phải là ngươi, muốn ăn đòn sao?" Vẻ hung hăng của Ôn Nhu lập tức giảm xuống một nửa. "Lão gia, ngài đáng lẽ phải quản những tiểu thiếp này của ngài, không ngờ lại coi tôi như không tồn tại. Tôi hôm nay không dạy cho nó một bài học, sau này tôi làm sao ở lại cái nhà này được nữa đây?" Mạnh Thiên Sở phát hiện trên tay Phi Yến có dấu bị đánh, lòng đau xót vô cùng. Hắn sầm mặt bỏ Phi Yến ra, từ từ đến trước mặt của Ôn Nhu, cười cười rồi đột nhiên vung tay thắt mạnh. Tiếng bốp vang lên rõ to, đánh cho Ôn Nhu kêu thảm một tiếng, ôm mặt lùi mấy bước, ngơ ngẩn nhìn Mạnh Thiên Sở. Ngươi đánh ta? Ngươi bằng cái gì mà đánh ta? Ta là phu nhân của ngươi, tiểu thiếp vô lễ với ta, ta không thể giáo huấn hay sao?" "Đổi lại là nhà khác thì có thể, nhưng ở chỗ ta thì không." "Vì sao?" "Nhân vì ở đây lời ta nói là tất cả, chỉ có ta mới có quyền sử dụng gia pháp, nghe chưa?" Ôn Nhu ngẩn ra. "Vậy người làm phu nhân như ta và tiểu thiếp có gì khác biệt đây?" "Đương nhiên là có khác biệt rồi." Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói. "Bọn họ đánh cô ta không quản, thế nhưng cô đánh họ ta sẽ đánh cô." Ôn Nhu ôm mặt òa lên khóc, vừa khóc vừa gào: Người giết ta phứt đi, ta không muốn sống nữa đâu." Mạnh Thiên Sở chẳng thèm để ý đến ả, bước trở lại cạnh Phi Yến, hạ giọng hỏi: "Là chuyện gì vậy?" Mắt Phi Yến đọng đầy nước. Em chỉ gọi Gia Âm tỷ tỷ là phu nhân, thế mà cô ấy nói em không quy củ, dùng chổi lông gà đánh em." "Mẹ, cái quái gì vậy? Không ngờ như vậy mà cũng dám động thủ sao?" Hắn quay đầu hỏi Tả Gia Âm: "Nàng một thân võ công, sao không ngăn cản?" Phi Yến vội nói: "Không trách Gia Âm tỷ tỷ được đâu, tỷ ấy đến thì em đã bị đánh rồi, nếu không có Gia Âm tỷ tỷ, cô ấy còn đánh em dữ hơn nữa." Tả Gia Âm nói: "Kỳ thực Ôn Nhu nói cũng có lý, Phượng Nghi và cô ấy là vợ,
thiếp và phi yến là thiếp, xưng hô đích xác không thể giống nhau. Chuyện xưng hô này vốn chúng ta rất tùy ý. Ôn Nhu tuy đang khóc nhưng nhất mực giỏng tai nghe họ nói. Nghe đến đây, cô ả đứng phắt dậy, đầu tóc lòa xòa, mắt nhờ lệ chu chéo. Cái gì mà tùy ý chứ? Những nhà chân lấm tay bùn, cưới hỏi tùy tiện mới là tùy ý. Cô là thiên sư mà ngay cả chuyện này cũng không biết sao, cứt chó gì vậy? Hà Phượng Nghi nhíu mày. Ôn Nhu muội muội, sao muội có thể nói ra những lời như thế chứ? Sao hả? Định giáo huấn tôi sao? Cô là cái thá gì chứ? Cô tưởng cô là đại phu nhân, ta là nhị phu nhân, rồi thì cô có thể quản ta sao? Vậy mau trèo lên ghế, ngồi yên trên đó đi. Tả Gia Âm thấy sắc mặt của Mạnh Thiên Sở càng lúc càng khó coi, biết là hắn đang cố sức cắp chế lửa giận trong đầu. Một khi bạo phát, e rằng khó có thể thu thập, vội kéo kéo ống tay áo của hắn. Phu quân, đấy chẳng phải là chuyện gì lớn cả, chàng công vụ bộn bề, mệt mỏi, sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Cái gì? Ôn Nhu dấn tới hai ba bước, phấn son trang điểm trên mặt đã bị nước mắt nhòe nhòe loạn cả lên, nhưng vẫn dương đôi mắt hạnh nhìn Tả Giai Âm. Cô nói cái gì? Cái gì mà không phải là chuyện lớn? Không có quy củ, không thành gia đình, cô cũng biết mà. Tam cương ngũ thường chắc cô cũng học qua. Cái gì là đạo làm vợ cô biết chứ? Cái gì mà phu quân? Phu quân là tiếng mà tiểu thiếp như cô có thể gọi hay sao? Cô chỉ có thể gọi là lão gia. Cô và con nhỏ Phi Yến này so với bọn nha đầu và bà mụ ngoài kia chẳng khác gì nhau cả. Chẳng qua là tôi đến dạng háng ra cho lão gia làm lên thôi. Im miệng, ngươi điên đủ rồi chưa? Mạnh Thiên Sở nạt chìm. Ôn Ngu ngẩn ra. Thật là không nhìn ra nhá. Lão gia, ngài bênh vực nó như vậy, ngài hiện giờ ở trước mặt tôi mà hung hãn, kỳ thực có còn nghe lời thúc thúc của tôi nữa không? Nếu có bản lãnh thì ngài đến trước mặt thúc thúc của tôi mà hung hăng đi. Trước mặt thúc thúc tôi, ngài chẳng qua chỉ là con chó ngoắc đuôi mà thôi. Chát. Một cú tát gió to lại vang lên. Ôn Nhu à khóc, ôm mặt nhìn chừng Mạnh Thiên Sở. Ngươi còn đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Song phong chảo ra, chụp thẳng vào mặt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tung chân phóng ra một cước, trúng ngay bụng dưới của ả, khiến ả loạng choạng té bẹp xuống đất. Mạnh Thiên Sở quay lại nói với những người khác: các ngươi đều ra ngoài hết đi, không có mệnh lệnh của ta không ai được phép vào. Hạ Phượng Nghi khẩn trương nói: phu quân định làm gì vậy? Đừng đánh muội ấy nữa. Mạnh Thiên Sở chẳng nói chẳng rằng ra hiệu cho họ lui ra, xong âm trầm đóng cửa lại. Nghe tiếng kẻ chốt, Ôn Nhu khàn giọng hỏi: Mạnh Thiên Sở, ngươi định làm gì? Mạnh Thiên Sở hỏi lại: cô không phải là muốn lập quy củ hay sao? Hiện giờ ta cho cô biết ở Mạnh gia ta cái gì là quy củ. Xong hắn tung ra một cước đa văng cái ghế bên cạnh đi. Mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng ghế đổ, rồi tiếng nói khiếp đảm của Ôn Nhu: Ta cho ngươi biết, ta là cháu gái của Ôn Tuyền, ngươi dám đánh ta, ta sẽ... Lời còn chưa dứt, đã nghe Ôn Nhu kêu ré lên. Mạnh Thiên Sở đã cầm lấy cây chổi lông gà, đánh túi bụi vào mặt, vào người của cô ả, đồng thời tức giận mà hét: ngươi là cháu gái của Ôn Tuyền sao? Ngươi sao không nói ngươi là con nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta? Ngươi không phải nói định giết cả nhà ta sao? Hiện giờ ngươi cũng là người nhà ta rồi đấy, vậy giết ngươi trước. Hạ Phượng Nghi thở dài một hơi nói: chó bị rượt gấp quá còn quay lại cắn, huống chi là con người. Muội thử nghĩ xem, bình thường ba chúng ta không cẩn thận bị đứt tay chảy ra, chàng ấy đã đau lòng cả nửa ngày. Hôm nay Phi Yến bị đánh thành như vậy rồi bị cô ta làm nhục uy hiếp, chàng ấy còn không nổi nóng mới là lạ. Như vậy chàng ấy chẳng còn là Mạnh Thiên Sở nữa rồi. Tả Gia Âm nói: cho cô ta chút bài học không phải là không được, nhưng muội sợ huynh ấy ra tay mạnh quá không hay. Dù sao huynh ấy cũng là nam nhân, võ công cũng không tệ, ra tay cũng mạnh lắm. Ngoài phòng, mọi người không ai ly khai. Họ lắng nghe tiếng gào thét và tiếng Ôn Nhu trốn tránh khắp nơi trong phòng, thỉnh thoảng miệng phát ra tiếng ré vì bị đánh. Tả Gia Âm lo lắng nhìn Hạ Phượng Nghi hỏi: muội chưa bao giờ thấy huynh ấy này nóng nảy như vậy, và cũng chưa bao giờ huynh ấy động qua một ngón tay của nữ nhân, thế mà hôm nay lại như vậy, không biết sẽ như thế nào đây. Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ rồi nói: cái này thì ai khuyên cũng không được đâu, thôi thì để ta thử xem sao. Hạ Phượng Nghi bước tới cửa nói: phu quân, chàng hãy bớt nóng đi, Ôn Nhu muội muội mới cưới về, lập quy củ cho mọi người dưới cũng đâu có gì sai. Nếu là phương pháp không đúng, chàng la dày là được. Chàng coi trước nhiều người như vậy, muội ấy sau này sao có thể ở cái nhà này được nữa đây.
Trong phòng lúc này mới không còn tiếng Mạnh Thiên Sở quát tháo nữa, chỉ có tiếng Ôn Nhu kêu thảm khóc lóc. Qua một lát, cửa mở, Mạnh Thiên Sở quăng cây chổi lông gà trên tay xuống đất, mặt đầy vẻ giận dữ đứng bên cửa. Hạ Phượng Nghi vừa định tiến vào xem Ôn Nhu thì Mạnh Thiên Sở đã quay lại nói với Ôn Nhu trong góc tường: "Hôm nay là Phượng Nghi tỷ tỷ của cô cầu xin, ta tha cho cô. Sau này cô mà còn hung hăng ngang ngược như vậy nữa, cho dù là thúc thúc của cô có đến đây, ta cũng đánh cho cô chết rồi mới mở cái cửa này ra." Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Ăn tối xong, Tả Gia Âm đến thư phòng, thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trên ghế, mặt vẫn lặng lề y như cũ, liền bước tới khẽ sờ đầu hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn nàng, kéo tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, kéo nàng ngồi vào lòng: "Muội bây giờ rất nặng, huynh còn ấm nổi hay không?" Tả Gia Âm thẹn thùng hỏi: "Sao mà ấm không nổi chứ, sau này chờ con sinh ra rồi, hai người, một người bên trái, một người bên phải của ta, như vậy mới gọi là hạnh phúc chứ." Tả Gia Âm dựa hẳn vào lòng hắn, dịu dàng nói: "Đói rồi phải không, huynh cứ ở đây mãi, nha hoàn không dám vào gọi, muội đi cho người mang chút gì đó cho huynh ăn, tối nay có món hồng thiêu sư tử đấu mà huynh thích đấy." Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu: "Không ăn, không ăn, ta đã tức no luôn rồi, một cái nhà hạnh phúc như vậy, mọi người hàng ngày nói cười cười, vui vẻ là vậy, vậy mà đều là nữ nhân, vì sao một con ác phụ như vậy lại để ta gặp phải, lại còn không cưới không được nữa chứ?" "Muội biết chàng là vì muội để chàng chịu khổ rồi." Mạnh Thiên Sở bảo: "Nói gì vậy chứ, nàng là vợ ta, ta sao để cho nàng rời khỏi ta được. Hơn nữa lần này nàng đi, chẳng những là rời khỏi nhà này, rời khỏi ta, mà còn rời khỏi con của chúng ta nữa, ta làm sao để hài tử không có mẹ được." Tả Gia Âm gật gật đầu nói: "Đại khái là hợp với câu được cái này thì mất cái kia." "Đúng vậy, ta cứ tưởng nữ tử trong thiên hạ đều thiện lương, đâu có ngờ gặp phải loại nữ tử ác độc như thế này." Tả Gia Âm nói: "Kỳ thực muội cảm thấy cô ta cũng đáng thương, bị thúc thúc gả cho nam nhân mà mình không muốn lấy, tuy kỳ thực nam nhân này ưu tú phi thường." "Ha ha, ta ưu tú sao?" Mạnh Thiên Sở ôm ghịt lấy nàng, hôn lên bờ môi hồng: "Đúng vậy, muội lần đầu tiên nhìn thấy huynh là đã thấy thích huynh rồi. Huynh lại làm nên gia nghiệp lớn như thế này, sự nghiệp to thế này, không ưu tú sao được?" "À, xem ra mị lực của ta cũng không nhỏ à." Mạnh Thiên Sở hơi có vẻ đắc ý, tâm tình theo đó cũng rộng mở hơn: "À chẳng phải là không muốn lấy ta sao? Ta đâu phải là người không biết chuyện, ta đâu có muốn cô ta làm cái gì đâu, thế mà lạnh nhạt làm cho ta biết mặt để làm cái gì đây?" "Cô ta nếu như đã nghe lời Kha đại nhân khuyên trở về cạnh chàng làm phu nhân của chàng, cho thấy cô ta đã bắt đầu có ý cùng chàng sống những ngày êm đẹp rồi đấy." "Nàng đó nha, tâm tư cứ tốt như vậy, cô ta như vậy mà trải qua những ngày êm đẹp sao? Mới ngày đầu đã đánh cho Phi Yến Thành ra như vậy, nếu ta không cho ả biết chút lợi hại, sau này khi ta không có nhà thì sẽ ra sao đây? Đặc biệt là Phi Yến, bình thường nói năng tùy ý quen rồi, lời không cẩn thận để con độc phụ đó túm lấy lý do thu thập thì sao?" Tả Gia Âm thở dài, ngồi dậy từ lòng Mạnh Thiên Sở nói: "Trận này chàng đánh chắc là cô ta sợ luôn rồi, hy vọng sau này cứ êm xuôi, nếu không nghe rằng càng sẽ phiền phức hơn." Mạnh Thiên Sở bảo: "Đừng có lo, à chẳng làm gì được nữa đâu." "Hy vọng là như vậy." Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một lúc bèn đứng dậy kéo Tả Gia Âm ra ngoài. Tả Gia Âm hỏi: "Chàng đưa thiếp đi đâu?" "Đi rồi hẵng biết mà." Mạnh Thiên Sở dẫn Tả Gia Âm đi tìm Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, sau đó cùng tụ lại một chỗ. Khi bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy chỉ có bạo lực không cũng khó thu thập được hiệu quả như hy vọng. Hay mượn dùng một câu hay quen dùng trong ngoại giao, đó là khi vũ lực không thể giải quyết vấn đề thì cuối cùng cần phải ngồi vào bàn đàm phán giải quyết. Do đó, hắn quyết định dẫn ba nàng đi tìm Ôn Nhu, hy vọng có thể giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình. Nhà vườn của Ôn Nhu gần sát với nhà của Tả Gia Âm, ở cửa có mấy chậu cúc, nhưng lúc này đã bị cô nàng đạp cho tan nát tả tơi. Bước vào trong vườn, mọi người đi thẳng tới phòng ngủ. Mọi thứ trong nhà vẫn tràn đầy không khí cưới hỏi, mền hồng, gối hồng, màn treo màu hồng, ngay cả trên bàn cũng có một đôi lến hồng còn cháy. Chỉ là tân nương tử nằm trên giường lúc này sắc mặt trắng bệch, đầu tóc tán loạn, mặc bộ đồ trắng, nằm thẳng chân trên giường không động đậy. Hai nha hoàn phục vụ Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở và ba vị phu nhân tiến vào đều vội vã bước tới hành lễ. Hà Phượng Nghi khẽ hỏi:
Vết thương đã đắp thuốc chưa? Cơm nước dọn lên đã ăn hay chưa? Một nha hoàn trong số đó lắc đầu khẽ đáp: Nhị phu nhân không cho chúng em đắp thuốc, cơm cũng không ăn. Hạ Phượng Nghi bước đến trước giường, thấy Ôn Nhu cứ trong mắt nhìn thẳng chẳng chớp cái nào, không rõ là đang nghĩ gì, liền dịu giọng bảo: Tiểu Nhu muội muội, muội hãy để nha hoàn đắp thuốc đi, muội nếu cứ như vậy sẽ không ổn đâu. Ôn Nhu không trả lời, người vẫn trơ trơ như chết. Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn bước đến bên giường Ôn Nhu liền ngoảnh mặt đi, rồi úp người xuống chìa lưng ra phía hắn. Mạnh Thiên Sở thấy ở chiếc váy trắng của Ôn Nhu đầy vết rách do chổi lông gà hắn đánh, nhiều chỗ hiện dấu máu bầm đen, xem ra bị thương không nhẹ, trong lòng bất nhẫn liền dùng giọng hòa hoãn nói: Được rồi, mau bôi chút thuốc đi. Ôn Nhu vẫn chẳng động đậy. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên giường, chụp giữ nàng, dùng sức cởi quần ra. Ôn Nhu chẳng có chút phản kháng, cứ mặc cho hắn cởi quần áo, chỉ còn lại chiếc yếm nót mỏng. Áo quần cởi hết, lộ bờ lưng trắng mịn như tuyết, nhưng đầy vết roi, dướm máu ngang dọc. Hạ Phượng Nghi và Tả Dư Âm và Phi Yến đều hít hà một hơi lạnh. Phi Yến bấu chặt cánh tay của Hạ Phượng Nghi, quay đi chỗ khác chẳng dám nhìn. Mạnh Thiên Sở cũng cả kinh, không ngờ mình trước đó ra tay nặng như vậy. Có thể nói, hắn đã đánh cô nàng khắp người thương tích, chẳng khác gì hành hạ phạm nhân, cho nên không khỏi cảm thấy tự trách và hối hận. Dù gì thì nàng ta cũng là con gái nhà quan, bị bức lấy một tên tiểu sư gia ở cái huyện nha nhỏ bé như hắn, nén nghĩ mọi biện pháp chạy trốn vận mệnh là điều có thể hiểu. Dù là dùng biện pháp gì, tính tình ra sao, khẳng định nàng ta cũng có cái lý của mình, ủy khuất là điều chắc chắn. Và trong đêm tân hôn, hắn để người ta phòng không càng đáng trách hơn. Hắn dịu giọng nói: Thuốc nhất định phải đắp, cơm cũng không thể không ăn, đừng có giả tính nữa được không? Ôn Nhu vẫn quay mặt vào trong, không nói gì y như cũ. Mạnh Thiên Sở nói với nha hoàn: Đưa thuốc cho ta. Hai nha hoàn lấy thuốc đến đặt ở bên giường. Mạnh Thiên Sở tự thân lấy thuốc đắp lên lưng cho Ôn Nhu. Những vết thương ở đùi cũng được hắn bôi qua thuốc, mỗi lần bôi là một lần đau. Ôn Nhu tự nhiên co rút thân người, nhưng vẫn nghiến răng không nói một lời. Đắp thuốc xong, Mạnh Thiên Sở tử tế mặc quần áo lại cho nàng, ngẫm nghĩ một chút, quay lại nói với mọi người: Chúng ta là nhà giàu, cho nên quy củ trong nhà dù sao cũng phải định cho rõ. Ôn Nhu là vợ do ta mai mối cưới về hẳn hoi, từ giờ trở đi mọi người phải gọi Phượng Nghi là đại phu nhân, Ôn Nhu là nhị phu nhân, Giai Âm và Phi Yến là thiếp, sau này sẽ được gọi là mợ ba và mợ tư. Sau này chỉ có hai nàng gọi ta là phu quân thôi, người khác chỉ có thể gọi ta là lão gia, đừng có gọi loạn tôn ti như vậy nữa, có nghe hay không hả? Chúng nha hoàn người hầu đều cúi người vâng dạ. Tả Gia Âm và Phi Yến cũng lén lên tiếng vâng lời. Mạnh Thiên Sở đưa tay qua, ra vẻ có lỗi, cầm tay họ, nắm chặt một cái, sau đó nói tiếp: Tuy về mặt xưng hô thì có biến hóa, nhưng Phượng Nghi, Tiểu Nhu, Gia Âm và Phi Yến, bốn nàng đều là nữ nhân của Mạnh Thiên Sở ta. Trong lòng ta, các nàng đều quan trọng như nhau. Hắn dừng lại một chút, lại thành khẩn nói tiếp: Chúng ta vốn đến đây từ Ngũ Hồ, Tứ Hải, có thể ở chung một chỗ, âu cũng là duyên phận, đáng lẽ phải yêu thương lẫn nhau mới phải, không được để xảy ra chuyện gì nữa, suốt ngày cãi cọ cọ, có thể đưa đến chuyện gì hay ho đây. Ôn Nhu vẫn quay mặt vào trong, thỉnh thoảng lại thút thít hít mũi, dường như là đang lặng lẽ khóc ròng. Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài vỗ đầu Ôn Nhu nói: Tiểu Nhu, trước đó ta quá nóng giận, ra tay có phần hơi nặng, lão gia ta ở đây nói một lời xin lỗi với nàng, đừng có giận nữa. Ôn Nhu vẫn quay mặt vào trong, không ngừng sùi sụt. Tiếp đó đưa hai tay lên ôm đầu, giấu mặt vào hai tay, rồi òa lên khóc như một cô bé. Mạnh Thiên Sở không sợ người ta ương bướng dữ dằn, chỉ sợ người ta nhỏ lệ. Hắn thấy Ôn Nhu òa khóc, hắn liền chẳng nghĩ ra chủ ý gì, chỉ biết đưa tay vuốt vuốt mái tóc óng mượt của nàng. Thở dài một hơi, định nói vài câu an ủi, nhưng không biết nói sao cho phải. Lúc này chợt nghe Ôn Nhu nghẹn ngào nói: Lão gia, ngày mai lão gia hay là bỏ tôi đi, tôi muốn về nhà. Mạnh Thiên Sở thấy người ta khóc ròng và không ngừng run rẩy hai vai thon nhỏ, ngỡ ngàng nói: Bỏ nàng ư? Nếu mà bỏ nàng có thể giải quyết vấn đề, ta đã sớm cùng nàng thương lượng cái chiêu này rồi. Ta biết nàng không tình nguyện lấy ta, kỳ thực nàng cũng biết là ta không hề có ý cưới nàng, càng không muốn cưỡng bách nàng làm cái gì cả. Thế nhưng hôn nhân của chúng ta là ý tứ của thúc thúc nàng, nhân vì ta là tâm phúc của ông ta, lại là người mà ông ta không thể thiếu nhất. Ông ta muốn dùng cuộc hôn nhân của chúng ta để tăng cường mối liên hệ của hai nhà.
để ta sau này có thể một lòng một dạ giúp ông ta. Tiếng khóc của Ôn Nhu từ từ giảm nhẹ xuống, có lẽ đang để tâm lắng nghe. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: do đó, cho dù là ta có thôi nàng, thúc thúc của nàng cũng sẽ đưa nàng trở về lại cho ta. Hơn nữa, nàng sẽ còn bị quả trách nữa. Không còn cách nào khác. Ta biết là nàng không muốn cũng không thích ta, thế nhưng chúng ta chú định phải thành vợ chồng. Thật đúng là cái câu tạo hóa trêu ngươi có thể là ứng với trường hợp của hai chúng ta rồi đấy. Ôn Nhu quay người lại, mặt nhòe nhòe lệ, nhìn Mạnh Thiên Sở nghẹn ngào nói: thiếp từ nhỏ đến lớn, trong suốt 16 năm này không ai lớn tiếng nói nặng đến một câu, đừng nói gì là đánh đập. Gả về cho một tiểu sư gia đã bất đắc dĩ rồi, đã vậy còn không có người thương, không có người ái, chỗ nào cũng bị người ta khi phụ, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Ta Ôn Nhu dù sao cũng mới 16 tuổi, chỉ là cô bé mới lớn, trước giờ chưa từng bị ủy khuất như thế. Nó đến chỗ thương tâm lại ôm đầu khóc ròng. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu: đúng vậy, thế nhưng Phi Yến cũng là người mà, nàng đánh nàng ấy cũng đau giống như vậy. Chỉ cần nàng sau này đừng dở tính tiểu thư ra nữa, mọi người sống hòa thuận với nhau là được rồi. Ôn Nhu vẫn khóc y như cũ, không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở nữa. Mạnh Thiên Sở lại an ủi cô nàng một hồi, dặn dò nha hoàn hầu hạ chu đáo xong mới cùng bọn Hạ Phượng Nghi lui ra. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở dậy sớm định đến huyện Tiền Đường tra án, thu thập đâu vào đó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định hay là đi thăm Ôn Nhu trước rồi tính. Đến trước phòng của Ôn Nhu, thấy Hạ Phượng Nghi vừa cùng Tả Gia Âm từ trong bước ra, liền bước tới hỏi tình hình. Tả Gia Âm nói: cô ta húp chút cháo, muội lại bôi thuốc cho lần nữa rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, cô ấy tuổi còn trẻ sẽ khôi phục nhanh thôi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy mới yên tâm. Hạ Phượng Nghi thấy hắn đã thu thập chỉnh tề, liền hỏi: phu quân, chàng định ra ngoài hay sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu: đến Tiền Đường tra án. Tả Gia Âm quay đầu nhìn vào phòng nói: vậy chàng vào thăm muội ấy một chút đi, tinh thần chẳng tốt tí gì, không nói chuyện với ai cả. Mạnh Thiên Sở bước vào phòng của Ôn Nhu, thấy căn phòng đỏ đến chói mắt. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, Ôn Nhu rõ ràng không còn bài xích Mạnh Thiên Sở nữa. Hắn đến ngồi trước giường nàng, nhìn vẻ tiêu tụy của nàng, nhất thời không tìm được lời gì để nói. Không ngờ Ôn Nhu lại lên tiếng trước, thậm chí lại lộ ra nụ cười, giọng nói nhỏ nhẹ so với những lời cãi cọ hét mắng lúc trước, quả là khác nhau một trời một vực. Lão gia, vừa rồi nghe chàng và hai người họ ở ngoài cửa nói chuyện, nói là chàng định đi đâu phải không? Mạnh Thiên Sở ừ một tiếng. Ôn Nhu chống hai tay định ngồi dậy, nhưng tay dường như không có sức, không ngồi dậy thành công. Mạnh Thiên Sở định giúp nhưng cảm thấy không ổn, liền bảo nha hoàn bước tới đỡ Ôn Nhu ngồi dựa vào giường, đặt cái gối chèm vào phía sau lưng nàng. Ôn Nhu hỏi: đến địa phương nào, xa không? Đi tra chuyện của một vụ án, đến một chỗ của Thanh Chân cư sĩ ở huyện Tiền Đường. Mắt của Ôn Nhu chợt sáng lên rồi nhanh chóng ảm đạm trở lại. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng nắm bắt được thần tình của nàng, mỉm cười hỏi: nàng dường như là cảm thấy rất hứng thú, tính đi cùng ta không? Ôn Nhu vui mừng và cấp thiết hỏi: có thể không, huynh đưa muội đi sao? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nha đầu này hiện giờ tâm tình đang vui, cô nàng nguyện ý theo hắn đi ra ngoài cho khuây khỏa, xem ra hay hơn là ở nhà buồn. Hơn nữa hắn đi rồi cũng không yên tâm chuyện ở nhà, vì sợ cô nàng sẽ đại náo thiên cung, liền nói: đương nhiên là có thể rồi, nàng nếu đi thì ta dẫn đi cùng. Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn kỹ nam nhân trước mặt này. Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn kỹ nam nhân trước mặt này. Nói thật, Mạnh Thiên Sở tướng tá anh tuấn là loại nam nhân rất dễ khiến nữ nhân động lòng. Đại khái trước đây bản thân nàng ta chỉ chú trọng đối địch với hắn, cho nên không hề chú ý. Hiện giờ Ôn Nhu đỏ mặt nói: đa tạ huynh, thế nhưng huynh cũng biết ta không thích huynh, ta cũng không muốn làm phu nhân của huynh. Cho dù là huynh có đối tốt với ta cũng vô ích thôi. Ta... thế nhưng ta đã gả về cho huynh, nữ nhân trước giờ chỉ lấy một chồng, ta cả đời này chẳng lấy ai khác được nữa. Mạnh Thiên Sở phì cười nói: không ai cưỡng bách nàng làm chuyện nàng không muốn làm, nàng cứ coi như đến là nhà một bằng hữu cho khuây khỏa đi, hoặc có thể một ngày nào đó thúc thúc của nàng cải biến chủ ý, nàng có thể trở về tìm một nam nhân khác vừa ý đẹp lòng mà tái giá. Mạnh Thiên Sở cười cười bảo, rồi thầm nghĩ: cô rốt cuộc là định nói cái gì đây? Cô chẳng phải là muốn cho ta biết cô vừa không muốn làm phu nhân của ta,
vừa không có biện pháp nào rời khỏi căn nhà này sao? Ta làm vậy có phải là quá đáng không? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói. Sao có thể chứ? Như vậy đi, sau này đối với bên ngoài, cô là nhị phu nhân của ta, còn đối nội thì cô có thể coi ta là ca ca, có thể coi ta là bằng hữu, chúng ta dùng lễ đối với nhau, thế nào? Ôn Nhu ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói. Ta đối với huynh và phu nhân của huynh quá đáng như vậy, huynh lại còn vì ta mà nghĩ, huynh thật là người tốt. Mạnh Thiên Sở cười. Chúng ta đây chẳng phải là không đánh thì không biết nhau hay sao? Ai nói nam nữ trên đời này không làm chồng vợ được thì làm cửu nhân đây? Thêm một hồng nhan tài hoa văn võ song toàn như cô, Mạnh Thiên Sở ta vinh hạnh biết chừng nào. Ôn Nhu phá lên cười mà trách móc. Ta hiện giờ biết ba nữ nhân họ vì sao mà một lòng một dạ thích huynh như vậy rồi. Thì ra là mồm miệng của huynh ngọt như vậy, có người con gái nào mà không thích cơ chứ? Mạnh Thiên Sở cười ha hả, đứng dậy khom người nói. Để ta đỡ cô dậy, ăn cái gì trước vậy? Thời gian không còn sớm nữa, ăn xong rồi chúng ta lên đường. Hà Phượng Nghi và Tả Gia Âm đang ngồi ở lưng đình nói chuyện, thấy Mạnh Thiên Sở đỡ Ôn Nhu nói cười cười bước ra, hai người cứ tưởng là mình nhìn lầm. Khi nhìn kỹ lại, hai người kinh ngạc vô cùng, vội bước tới nghênh đón. Mạnh Thiên Sở nói, hai nàng bảo nha hoàn mang cho Ôn Nhu chút gì đó để ăn, nàng ấy đói rồi. Tả Gia Âm nghe thế liền bảo nha hoàn đứng cạnh chuẩn bị món ăn cho Ôn Nhu, sau đó mời hai người đến ngồi ở lưng đình. Ôn Nhu có vẻ áy náy, hết nhìn Hạ Phượng Nghi rồi lại nhìn Tả Gia Âm nói, mấy ngày trước gây cho hai vị tỷ tỷ không ít phiền phức đều là do Ôn Nhu không biết chuyện, hy vọng hai vị tỷ tỷ đừng trách. Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Âm đưa mắt nhìn nhau, không biết Mạnh Thiên Sở đã cho cô nương đánh đá chẳng nể nang ai này uống thuốc gì mà biến hẳn thái độ đến như vậy. Hạ Phượng Nghi cười nói, đừng nói những lời khách sáo như vậy, đều là người nhà cả mà, sau này những ngày tháng sống với nhau còn dài. Tả Gia Âm cũng gật đầu nói phải lắm. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy mọi người lại cư xử với nhau như trước kia, cuối cùng cũng mỉm cười yên tâm. Lúc này nha hoàn vừa rồi chạy vội vào báo, tứ phu nhân, không, nô tỳ đáng chết, mợ tư nói nhân vì trong nhà bếp có người vừa mới ăn qua, nếu như dọn lại sẽ khiến cho nhị phu nhân chờ lâu. Mợ tư sợ nhị phu nhân đã lâu không ăn gì nên đói, cho nên mợ nói hâm cháo và điểm tâm lại để nhị phu nhân ăn nót dạ trước, sau đó sẽ hầm thuốc bổ cho người. Hạ Phượng Nghi nhíu mày nói, sao có thể để tiểu Nhu muội muội ăn đồ cặn chứ, mau làm lại, trước hết mang điểm tâm, còn cháo thì không cần đâu. Nha hoàn đáp ứng định đi, Ôn Nhu đã nói, không cần phải phiền như vậy, mọi người ăn được, vì sao ta không thể ăn được? Không cần phiền nữa, ăn xong lão gia còn mang ta đi ra ngoài. Nói xong, Ôn Nhu chuyển đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, cười với hắn rất ngọt ngào. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở vốn chuẩn bị gọi Mộ Dung Huynh Tuyết cùng đi, nhưng hắn sợ hai cô nàng sẽ sản sinh mâu thuẫn cho nên đã không gọi. Hắn lệnh cho người hầu chuẩn bị cho Ôn Nhu đồ ăn thức uống dọc đường, rồi gọi Chu Hạo xuất phát. Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Âm tiến họ ra cửa, Mạnh Thiên Sở đỡ Ôn Nhu lên xe, sau đó chào từ biệt mọi người. Chợt phát hiện thần tình của Tả Gia Âm không ổn, xem ra là đang nghĩ gì đó, liền bước lại hỏi, đang nghĩ gì vậy? Tả Gia Âm hơi ngẩn ra, xong lập tức cười đáp, không có nghĩ gì cả. Mọi người đi nhanh đi, đi đường cẩn thận, nhị phu nhân thân thể còn chưa khỏe, huynh chưa cố nhiều hơn. Mạnh Thiên Sở không thể nói cho họ biết hiệp định của mình và Ôn Nhu, đành bảo, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng ấy thật tốt, chúng ta đi đây. Chờ cho xe bọn Mạnh Thiên Sở đi xa, Hạ Phượng Nghi và Tả Gia Âm mới chuyển thân chuẩn bị vào nhà. Bấy giờ phát hiện Mộ Dung Huynh Tuyết đứng ở cửa, mặt đầy vẻ bi thương và lạc lõng. Tả Gia Âm bước tới khẽ bảo, huynh ấy tự nhiên nghĩ tới cảm thụ của muội mới không gọi muội theo. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu đáp, tỷ tỷ không cần an ủi muội, muội hiểu mà. Dọc đường dằn sóc nhưng dường như không ảnh hưởng đến tâm tình của Ôn Nhu, nàng ta thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài cửa lớn tiếng ca hát, cười hăng hắc liên hồi giống như con chim non khoái lạc. Trên người cô còn thương tích, lại ngồi xe nữa, cần yên ổn chút đi. Cô cứ hưng phấn mãi như vậy, đến huyện Tiền Đường e rằng ngay cả xuống xe cũng không còn sức nữa đâu. Mạnh Thiên Sở bảo, Ôn Nhu đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, cảm giác như thế này mới thật là tuyệt, Hàng Châu quả là hay, không khí trong lành tươi thắm thế này, thơm tho thế này, huynh ngửi thấy không, có mùi của hoa nữa đấy. Mạnh Thiên Sở cười cười nhìn Ôn Nhu,
so với con người yếu ớt sắp chết hôm qua quả là hai kẻ hoàn toàn khác biệt. Chưa kể là một hung thần ác sát trước kia, so với cô nàng hoạt bát rộng rãi hôm nay, đúng là một trời một vực. Có lẽ là khúc mắc trong tâm đã giải, Ôn Nhu đã trở về với bản chất chân chính của mình. Sắp đến trưa thì đến huyện Tiền Đường, Mạnh Thiên Sở quyết định ăn cơm xong rồi đến chỗ của Thanh Chân cư sĩ. Hắn sở dĩ đến huyện Tiền Đường tra án là vì phát hiện ra manh mối trên bức họa hôm trước. Từ đó biết là nha hoàn của Thủy Mộc Nhan xem ra là ở gần chỗ của Thanh Chân cư sĩ. Ba người cho xe dừng lại trước một tiểu lâu, Ôn Nhu xuống xe có vẻ hơi mệt, uốn eo một cái rõ dài, chỉ có điều điệu bộ khá văn nhã, tạo cảm giác của tiểu thư con nhà đại gia. Tiểu nhị thấy ba người họ có một cô nương y phục hoa lệ, một nam tử khí độ bất phàm, đoán là người có tiền. Còn lão giả đi sau xem ra là tùy tùng, dáng dấp tuy phổ thông nhưng đôi mắt chỉ hơi liếc nhìn đã khiến đi dùng mình không thể kiềm chế được. Ba vị khách quan, xin mời, xin mời. Tiểu nhị có thái độ rất khác khi nhìn thấy người có tiền, mặt tươi như hoa, đón tiếp niềm nở. Mạnh Thiên Sở bảo, tìm cho chúng ta một nhã gian để ngồi, dọn mấy món ngon miệng lên. Được ạ, không thành vấn đề, thỉnh ba vị lên lầu. Nói xong, gã dẫn bọn Mạnh Thiên Sở lên một phòng dành cho khách quý ở trên lầu. Mạnh Thiên Sở chọn mấy món ăn và hai vò rượu, xong thấy Ôn Nhu nằm phục trên bàn, chẳng có tinh thần gì, liền cười nói. Ta biết cô vào đây sẽ như thế, coi kìa, chưa ăn được món ngon mà cô sắp ngáy khò khò rồi. Ôn Nhu nhoẻn miệng cười, mắt cong lại như vành trăng tròn, nhìn khả ái vô cùng. Không có gì, ta cả đêm không ngủ, hiện giờ mệt là chuyện bình thường. Mẹ ta thường nói, ta là con mèo lười, vĩnh viễn ngủ không đủ. Mạnh Thiên Sở tủm tỉm cười, nếu là thời hiện đại, cô nương 16 tuổi e rằng vẫn còn đi học, trở về nhà đích xác là hay làm đúng với mẹ. Nhưng nữ tử cổ đại đã làm vợ, thậm chí đã làm mẹ rồi, nghĩ tới mà sắp xa cho họ. Khoan ngủ đã, chờ lát có món ngon, cô ăn không thành rồi. Mắt Ôn Nhu đã nhướn không lên, miệng cười uể oải, quả thật là con mèo lười. Lời nói đã hàm hồ chẳng rõ. Để ta ngủ một chút là tỉnh lên ha. Vừa dứt lời, người đã thiếp đi. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn Chu Hạo, hai người cùng cười. Ôn Nhu ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong xe, trên người còn đắp y phục của Mạnh Thiên Sở. Có điều trên xe không có người, cô nàng dụi dụi mắt bò dậy, phát hiện xe dừng ở một bãi cỏ, cách đó không xa là dòng sông nhỏ, kế đó là núi. Đưa mắt nhìn quanh, toàn là núi xanh cỏ biếc, điểm xuyết vài bông hoa, quả thật là bức họa sơn thủy mễ lệ cùng cực. Mạnh Thiên Sở lúc này ngồi ở chỗ hai vị cô nương trong bức họa. Mọi sự dường như ngẫu nhiên, xe ngựa đến đây đột nhiên bị long trục. Chu Hạo đành dừng lại kiểm tra. Hắn tự tin đi quanh du nhàn, liền phát hiện chỗ này. Đúng là một nơi rất đẹp, người dung nhập vào sơn thủy, tâm tình thư sướng hơn nhiều. Cởi bò giày, thọc chân xuống dòng nước, mới đầu còn hơi lạnh, sau đó dễ chịu hẳn lên. Thỉnh thoảng còn có mấy con cá nhỏ bơi quanh, cạp vào chân nhột nhạt. Hắn sợ bọn chúng sợ bơi đi nên cố nhịn không động đậy. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn, thấy một nữ tử trong bộ váy màu tím, trên tay cầm mớ hoa đủ màu sắc, đang rón rén bước đến. Nhìn bộ dạng lén lút của nàng, da trắng vải nhẹ, mắt động như nước suối xuân, môi đỏ như son, quả là đóa hoa diễm lệ tuyệt trần giữa ngàn hoa. Hắn cười hỏi, Tiểu Nhu, sao cô dậy rồi, ngủ đủ chưa? Ôn Nhu đã cởi giày thêu hoa ra, lộ đôi chân trần nhỏ xíu, trắng nõn, bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, đưa mớ hoa cho hắn, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Dậy rồi, dậy không thấy huynh đâu, ta còn tưởng huynh bỏ cả ta lẫn xe, quẳng ra ngoài đồng cỏ, chẳng thèm quản đến nữa chứ. Cô nghĩ ta như vậy sao, ta xấu như vậy ư? Mạnh Thiên Sở cười khà khà, thấy nàng ta đưa chân vào nước lạnh, nhìn biểu tình thì hiểu, bị cái lạnh khi mới nhúng nước lúc nãy mà hắn phải chịu. Ôn Nhu cười cười không trả lời, tiếp lấy bó hoa từ tay Mạnh Thiên Sở đưa lên mũi người. Mạnh Thiên Sở lấy hộp thức ăn nhỏ trong làn trúc bên cạnh đưa cho Ôn Nhu. Ăn chút gì đi. Ôn Nhu đặt hoa xuống bên cạnh người, kinh ngạc tiếp lấy hộp mở ra xem, không ngờ là món ăn rất thơm ngon. Ta trước đó không biết trên xe của chúng ta còn có món ngon thế này. Mạnh Thiên Sở cười nói, đây là khi cô ngủ, ta bảo chủ quán chuẩn bị cho cô. Cô tự nhiên không nhìn thấy trên xe rồi. Ta bỏ họ đặt vải bố sạch xung quanh hộp, sau đó bỏ hộp đồ ăn vào trong, vừa giữ ấm vừa vệ sinh. Mau ăn đi, không ăn là lạnh đó.
ôn nhu cười với hắn rất ngọt. Không ngờ huynh chu đáo như vậy, xin cảm ơn. Mạnh Thiên Sở bảo, đã nói ta là ca ca của cô rồi mà, chiếu cố muội muội của mình là chuyện bình thường, mau ăn đi. Ôn nhu gật đầu, nhón lấy một món điểm tâm thưởng thức ngay. Lúc này ở đám cỏ cây xa xa có một đàn vịt trời bay lên, kêu mấy tiếng rồi bay mất. Gió thổi hiu hiu khiến người như say. Xe sửa xong, Ôn Nhu cũng đã ăn sạch hộp thức ăn. Cô nàng thấy cái hộp rất đẹp, không nỡ quẳng đi, liền giữ lại mang lên xe. Dọc đường nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm đến chỗ ở cũ của Thanh Chân cư sĩ. Nhưng cảnh vật trong bức họa có vẻ là ở phía đối diện, hơn nữa không xa với chỗ cạnh sông hắn nghỉ ngơi lúc nãy. Ba người cho xe đến thôn trang đối diện cố cư của Thanh Chân cư sĩ, thấy một vị lão nhân đầu tóc trắng bạch đang ngồi dưới tảng cây quế ở cửa thôn. Mạnh Thiên Sở bước tới thi lễ. Lão nhân gia, xin hỏi ông một chuyện có được không? Lão nhân đã thất thập cổ lai hy nhưng tinh thần không tệ, nghe hắn hỏi chuyện liền ngẩng đầu hỏi, cậu nhỏ, cậu định dò hỏi cái gì? Mạnh Thiên Sở đáp, cháu muốn hỏi thôn này có cô nương nào đi làm nha hoàn cho người ta ở bên ngoài hay không. Lão nhân gật gật đầu đáp, ê, người cùng khổ ở đâu mà không có chứ, tự nhiên là có rồi, hơn nữa còn không ít đâu. Mạnh Thiên Sở cao hứng hỏi tiếp, vậy ông có biết một cô nương nào tên gọi là Cầm Nhi làm nha hoàn cho người ta ở Hàng Châu không? Trong lúc lão nhân đang nhíu mày suy nghĩ, một nữ tử trẻ tuổi bước tới dè dặt nhìn họ, đỡ lão nhân lên nói, ra ra về nhà ăn cơm. Mạnh Thiên Sở nói, vị tiểu tỷ tỷ này, chúng tôi đang định hỏi mọi người một cô nương. Nữ tử đó không thèm đáp lời, đỡ lão nhân đi. Ôn Nhu bước tới ngăn nữ tử cười nói, tỷ tỷ, cô biết trong thôn của cô có cô nào tên Cẩm Nhi đến làm nha hoàn cho người ta ở Hàng Châu không? Nữ tử đó thấy một cô nương hỏi thẳng mình mới hỏi lại, các người là ai? Ôn Nhu lập tức đáp, lão gia chúng tôi là chủ của Cẩm Nhi, trước đó cô ấy làm rất tốt, do đó lão gia chúng tôi phái chúng tôi đi tìm cô ta, còn muốn thỉnh cô ta trở về làm nha hoàn cho chúng tôi nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, cô nhóc này không biết nói dối gì cả, làm gì có chuyện chủ đi tìm nha hoàn cơ chứ. Nữ tử đó hỏi lại, cô ta không làm nha hoàn nữa, các người không biết sao? Ôn Nhu nói, vậy cô ta về làm ruộng rồi sao, có thể cho chúng tôi gặp mặt được không, chúng tôi rất nhớ cô ấy. Biểu tình của Ôn Nhu rất thành thật, chẳng ra vẻ nói dối gì cả, ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng sắp tin đến nơi. Nữ tử đó đáp, các người ắt lâu không gặp cô ta rồi, mạng cô ta tốt, không phải làm ruộng mà về làm tiểu thiếp cho người có tiền rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi, trong thôn cô có mấy người tên Cầm Nhi vậy? Nữ tử đó cười không đáp, dìu ông lão định đi. Ôn Nhu vội móc một khối bạc vụn nhét vào tay nữ tử, khối bạc vụn này ít nhất cũng 5 lượng. Nữ tử đó vừa kinh vừa mừng, lập tức tiếp lấy cẩn thận bỏ vào người, dìu lão nhân trở lại gốc cây ngồi, sau đó cười nói, người nông thôn chúng tôi làm gì lấy tên đó, trước đây Cầm Nhi không phải tên này mà gọi là Thạch Lưu, sau đó đến Hàng Châu làm nha hoàn cho người ta, dường như không làm được bao lâu thì thôi, nghe nói là chủ nhân nhà đó thích cô ta và thế là trở thành tiểu thiếp, từ đó ăn sung mặc sướng. Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy ý cô nói trong thôn chỉ có mình cô ta được gọi là Cầm Nhi thôi sao? Nữ tử đó gật đầu, không sai. Vậy sao cô biết Cầm Nhi đi làm vợ nhỏ cho người ta? Nữ tử đáp, tự nhiên là cha mẹ cô ta nói, cô ta từng cho người đưa bạc và y phục về, cha mẹ cô ta từng khoe con gái mình, trong thôn chúng tôi ai mà không biết chứ. Ôn Như hỏi, vậy Cầm Nhi có phải đặc biệt đẹp không? Nữ tử ra vẻ khinh khỉnh, chề môi, đưa mắt nhìn Ôn Nhu từ trên xuống dưới. Nếu nói đẹp, e rằng không bằng một phần của cô. Trước đây không ai trong thôn chúng tôi phát hiện cô ta dễ ưa cả. Ôn Nhu bị nữ tử đó khen, có chút bối rối ngay. Mạnh Thiên Sở chen lời, cô có thể dẫn chúng ta đến nhà cô ấy được không? Nữ tử đó vui vẻ gật đầu, đỡ ông lão lên nói, đi thôi, cách nhà tôi không xa, tôi dẫn các người đi. Nữ tử đưa bọn Mạnh Thiên Sở đến một tiểu viện, đưa tay chỉ, sau đó dẫn ông lão từ từ bỏ đi. Đây là một nông xá không lớn, lóc nhà lập bằng cỏ và bùn trộn thành, xem ra nhà này không giàu. Một phụ nữ nghe tiếng gọi vội mở cửa ra mời họ vào, xe không vào được vì cửa quá nhỏ. Nữ nhân đó nói,
mọi người yên tâm vào trong, tôi sẽ cột chó ở bên xe ngựa, không ai dám trộm gì đâu. Vào nhà quan sát thấy rất thanh bẩn, ngay cái ghế lành lặn cũng không có, cả nhà chen chúc nhau trên giường, nhìn qua ít nhất có đến 5 người. Một trung niên nam tử cười bước tới nói: "Ba vị khách nhân, hay là ngồi lên giường đi." Ôn Nhu khẽ nhíu mày, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy đành nói: "Hay là chúng ta ra vườn nói chuyện một chút là xong, bên ngoài mát hơn." Ba người vội vã bước ra, phụ nữ và người đàn ông cũng đi theo. Mọi người đứng thành một đôi nói chuyện, Mạnh Thiên Sở hỏi: "Gần đây Cẩm Nhi có quay về nhà hay không?" Nữ nhân đó đáp: "Đã nửa năm rồi không về, chỉ cho người thường mang đồ đạc hay tiền về, nó là nam nhân của nó, không cho về." Mạnh Thiên Sở nói: "Vậy Cẩm Nhi xem ra là thấy đường quá xa, trở về không tiện lắm." Nữ nhân nói: "Nói xa thì không xa, đều là ở Hàng Châu, có gì đâu mà xa chứ, chỉ là nó ở trong thành Hàng Châu, còn chúng tôi ở tiền đường, thế thôi." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Nữ nhân hỏi: "Nó không phải nhờ các vị mang tiền về cho chúng tôi hay sao?" Ôn Nhu cười cười nói: "Đúng là như vậy, là mang tiền về cho các người, có điều cô ta còn nhờ chuyển lời về giùm." Nữ nhân hỏi: "Chuyển lời gì về?" Ôn Nhu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Coi trí nhớ của tôi kìa, sao lại tự dưng quên mất rồi, ngại quá, để tôi nghĩ lại chút nữa xem sao." Nữ nhân đó chưa lấy được tiền, tự nhiên không tiện đuổi người ta đi, cho nên chỉ đành cười nói: "Không cần gấp đâu, cô từ từ mà nghĩ đi." Mạnh Thiên Sở nói: "Xem ra chủ nhân của con gái nhà các vị thích cô ta thật, nếu không sao nhiều nha hoàn như vậy mà chỉ độc có con gái của các vị được chọn làm thiếp thôi." Nữ nhân đó nghe vậy liền cảm thấy rất kiêu ngạo nói: "Phu nhân nhà đó kỳ thật ngoài đẹp ra thì không có gì khác, tính tình cũng quái, tính cách không tốt, dường như ai cũng đang thiếu lợ bà ta vậy." Mạnh Thiên Sở đã hiểu nhưng giả vờ hỏi: "Vậy ư, các người cũng vào thành gặp qua con gái mình rồi sao?" Nam nhân đó đáp: "Con gái không cho chúng tôi đi, nói chúng tôi có đi cũng ở không nổi. Đó là do phu nhân đó tự đến, nói rằng chốn quê mùa chúng tôi không khí tốt, thật đúng là kỳ quái mà. Ở trong thành không phải tốt hơn sao, còn phải đến chốn khỉ ho cỏ gáy này làm cái gì nữa?" Mạnh Thiên Sở biết bức họa đó đại khái là do Thủy Mộc Nhan lần đó tới đây trở về vẽ lại. "Chỉ có con gái nhà bà và phu nhân đến, lão gia của bọn họ có đến hay không?" Nữ nhân đáp: "Hạ lão gia bận rộn lắm, dù sao cũng là người làm ăn, có lý nào còn thời gian đến chốn quê mùa này tiêu mất thời gian nữa cơ chứ." Mạnh Thiên Sở ghi hết trong lòng, hạ lão gia này nếu biết rõ tên thì hay biết mấy, nhưng không thể hỏi rõ ra được, như vậy thì lộ chuyện giúp con gái họ mang tiền về là giả rồi, vì có biết rõ mới mang tiền về được, làm gì có chuyện bây giờ đi hỏi tên của người ta để làm gì nữa. Ôn Nhu đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi, con gái nhà các vị nói lần trước cô ta và phu nhân không phải ngụ lại đây một đoạn thời gian sao? Lão gia nhờ người gửi cho phu nhân một bức thư, cô ấy nhờ các vị tìm giúp bảo ta mang về giùm." Nữ nhân nghe thế cảm thấy hồ đồ ngay, quay sang nhìn chồng của mình hỏi: "Có chuyện này sao? Tôi sao không biết vậy?" Nam nhân cũng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Ta cũng chẳng nhớ nữa, sự tình đã xảy ra cả năm rồi, ta làm sao nhớ được chứ?" Ôn Nhu hỏi: "Hay là các vị tìm thử xem?" Nữ nhân bối rối đáp: "Cả nhà chúng tôi không ai biết chữ cả, cô bảo chúng tôi làm sao tìm đây?" Ôn Nhu lộ ra vẻ hơi khó xử: "Các người cũng biết tính tình của hạ lão gia rồi đấy, nếu ông ta nhìn không thấy, con gái các vị không dễ gì trả lời ông ta, các vị thấy có phải hay không?" Nam nhân vội vã đáp: "Đúng, cái này chúng tôi cũng biết, hay là như vậy đi, đồ đạc của con gái tôi trước giờ đều cất ở trong nhà, nhân vì nhà tôi chỉ có nó là gái, y phục của nó, mẹ nó cũng mặc không vừa, do đó chúng tôi đều để trong một cái tủ, có thể trong đó có bức thư gì đó mà các vị nói sao?" Ôn Nhu lập tức nói: "Vậy thì được, may là ta cũng biết chữ, để chúng ta tìm là được rồi, các vị khiêng tủ ra giùm ta." Nam nhân và nữ nhân nghe thế vội quay vào trong nhà lo khiêng tủ ra. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Nhà đầu, cô định làm cái gì vậy?" Ôn Nhu cười nói: "Huynh không phải muốn biết nam nhân đó tên gì hay sao?" "Nhưng làm gì có thư tín nào, nếu như không có cô nói làm sao đây?" Ôn Nhu đáp: "Cứ để muội, dù sao cũng chỉ nghĩ cho huynh biện pháp thôi mà."
Nam nhân đó khiêng tủ ra, kỳ thực cũng chẳng phải là tủ gì, chỉ là một cái dương rất cũ. Ôn Nhu mở ra nhìn, nhíu đầu mày. Đại khái là cái dương này đã lâu chưa hề mở ra, cho nên bốc mùi mốc. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Ôn Nhu, đặc biệt là cúi người lục đồ đạc trông rất khả ái, nhưng tự nhiên là không có bức thư gì, trừ một ít y phục ra chẳng có cái gì cả. Mạnh Thiên Sở hơi chán nản, bất chợt hắn phát hiện dưới tủ còn có một cái tạp dề, xem ra khá mới, cầm lên nhìn kỹ thì thấy có thiếu một con khỉ, đường thêu trông giống như thật, ở dưới còn có chữ, có lẽ là tên nam nhân. Hắn cố ý hỏi bâng quơ: Hạ lão gia, làm ăn lớn còn dùng thứ này sao? Nam nhân nói: Cho nên thêu xong rồi cứ để trong tủ, không đưa cho ông ta. Lúc này Ôn Nhu cũng ngồi xuống, tay lật tung trong tủ. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của nàng rất tức cười, làm gì có chuyện tìm vật, rõ ràng giống như ăn cướp vậy, không cẩn thận chút nào. Đột nhiên Ôn Nhu lấy một tờ giấy từ trong một chiếc áo đi ra, đứng thẳng dậy chỉ vào chữ trên đó nói: Ta xem dường như là một phong thư, nhưng tên ký trên đó không còn rõ nữa. Các người nhìn coi, trên đó ghi gì, ai ký vậy? Mạnh Kiên Sở cũng trồn tới xem. Ôn Nhu đưa tay đẩy nhẹ hắn: Muội đang hỏi cha mẹ của Cầm Nhi, huynh sao biết được? Nam nhân thấy Ôn Nhu nói vậy, đắc ý nhìn Mạnh Kiên Sở, rồi nhìn vào chỗ Ôn Nhu chỉ đáp: Cô nói đây ắt là tên của Hạ lão gia rồi. Ôn Nhu đắc ý nhìn Mạnh Kiên Sở, bỏ tờ giấy ấy vào người, sau đó nói: Ông không nhớ lầm đấy chứ, nỡ khi con gái ông viết cho người khác, chúng ta mang về lầm cho Hạ lão gia, Hạ lão gia xem xong tức giận thì chúng ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nam nhân nghe Ôn Nhu nói thì hơi do dự đáp: Nếu cô nói chữ đầu là Hạ thì nhất định là Hạ Anh Minh, nhân vì con gái tôi ngoài biết Hạ lão gia này ra không còn quen biết ai họ Hạ nữa cả. Ôn Nhu hỏi: Ông sao biết Hạ lão gia có tên này? Nam nhân đắc ý nhìn Ôn Nhu đáp: Tuy tôi chưa gặp ông ta, nhưng ông ta dù sao cũng là con rể tôi, tôi biết tên ông ta, có gì đâu mà kỳ. Ôn Nhu gật đầu: Được rồi, chúng ta đi đây. Nói xong chuyển thân định đi, nữ nhân kia vội chạy theo hỏi: Tiền đâu, tiền đâu? Ôn Nhu chỉ Mạnh Thiên Sở rồi bảo: Hỏi huynh ấy đi, ở trên người của huynh ấy. Nữ nhân đó cười nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn mỉm cười nhìn lại Chu Hạo ở bên cạnh. Từ khi hắn làm lĩnh ban Đông Hán ở Hàng Châu, tiền tài đối với hắn không thành vấn đề nữa. Cổ đại tiền tài đều bằng kim loại, đặt trên người rất nặng. Sau đó trên người hắn rất ít khi mang theo tiền, trừ khi đặc biệt đi làm chuyện gì đó. Còn thường thì do quản gia đưa tiền bạc cần dùng cho hộ vệ theo sát người là Chu Hạo, hoặc là thiếp thân thư lại Mộ Dung Huynh Tuyết, do bọn họ chi xài xong về tính toán lại với quản gia. Chu Hạo vội móc hai xâu tiền ra đưa cho người đàn bà đó. Bà này cao hứng tiếp lấy, chuyển thân giao cho chồng. Hai người nhìn tiền mà quên luôn cả sự có mặt của bọn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở bước lên nói: Cái tập giày này ta thích, ta bỏ 100 văn tiền ra mua, bà chịu bán không? Nữ nhân nghe thế tự nhiên cao hứng, dù sao cũng bỏ không, lập tức đáp ứng đưa vật đó cho hắn. Chu Hạo lại móc túi tiền ra trả 100 văn. Ba người trở về, trên đường Mạnh Thiên Sở cười hi hi nói với Ôn Nhu: Không ngờ tiểu nha đầu nhà cô có nhiều chủ ý như vậy. Ôn Nhu đáp: Kỳ thực muội chỉ là động chút linh cơ, tùy tiện tìm một tờ giấy lừa họ, ai ngờ lại hữu dụng. Lỡ như người ta không biết, chúng ta cũng không còn cách nào, may là ông ta biết tên. Mạnh Thiên Sở đưa cái tập dề cho Ôn Nhu: Kỳ thực từ trên này ta đại khái đã biết người đó là Hạ Anh Minh, cho dù không hỏi ra được tên chính thức. Ôn Nhu nhìn không phát hiện gì liền hỏi: Vì sao? Mạnh Thiên Sở cười thần bí đáp: Cái này thì là bí mật, sau này sẽ cho cô biết thôi. Chu Hạo nói: Bận rộn cả ngày, hiện giờ trở về không kịp rồi, hơn nữa trời cũng sắp mưa, chúng ta đêm nay ngủ ở đâu đây? Mạnh Thiên Sở hỏi: Tiểu Nhu, ý tứ của cô thế nào? Ôn Nhu đáp: Tùy lão gia an bài. Mạnh Thiên Sở bảo: Thật không ngờ cô cũng có lúc chịu nghe lời như thế. Ôn Nhu cả cười. Mạnh Thiên Sở lại hỏi: Ta thương lượng với cô một chuyện có được không? Ai ô, lão gia quả là chịu hạ mình như vậy ư? Có chuyện gì lão gia cứ ra lệnh, toàn phủ trên dưới ai mà không chịu nghe chứ. Ta cứ cảm thấy cái từ lão gia làm ta già hẳn đi. Trước đây ta bảo mọi người gọi ta là thiếu gia, cô sau này hay là cứ gọi như vậy đi. Vâng, được chứ, trở về muội bảo họ đổi sang gọi là được, thiếu gia tốt của muội ạ.
Mạnh Thiên Sở rất cao hứng, không ngờ Ôn Nhu này cũng có chỗ ôn nhu, chỉ không biết là ôn nhu dịu dàng đến chừng nào thôi. Đêm đó họ ngủ lại tại một khách sạn ở huyện Tiền Đường. Hai người tuy chung phòng nhưng Mạnh Thiên Sở ngủ gian ngoài dành cho nha hoàn, Ôn Nhu ngủ bên trong, Chu Hạo ngủ cách vách. Trưa hôm sau, bọn Mạnh Thiên Sở trở về đến nhà, quản gia vội chạy vào thông báo cho ba nàng Hạ Phượng Nghi. Ba nàng từ trong đi ra, thấy Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu đều cười tươi, đầu mày cuối mắt, cảm thấy an tâm trở lại. Ôn Nhu bước lên hành lễ với Hạ Phượng Nghi, rồi cùng chào hỏi với đám Tả Sai Âm và Phi Yến. Mọi người thấy Ôn Nhu quả thật là biến đổi dịu dàng hẳn, đều lấy làm vui. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở quyết định đến phủ Hàng Châu một chuyến, đi tìm thương gia Hạ Anh Minh kia, xem coi có tìm ra manh mối gì không. Ăn cơm sáng xong, hắn nói với Ôn Nhu: "Ta hôm nay đi Hàng Châu phủ, cô có muốn đi gặp Kha Bá Bá của cô không?" Ôn Nhu đang nói chuyện vui vẻ với Hạ Phượng Nghi, nghe Mạnh Thiên Sở nói thế, liền hồi đáp: "Muội không đến đó đâu, để Kha Bá Bá gặp muội, tự nhiên sẽ dề dà một hồi rất phiền. Muội ở nhà theo Hạ Phượng Nghi tỉ tỉ học theo hoa." Mạnh Thiên Sở tự nhiên hy vọng Ôn Nhu tiếp xúc nhiều hơn với bọn Hạ Phượng Nghi, cho dù không làm chồng vợ thật, chí ít hiện giờ hắn cũng không còn ghét cô gái hoạt bát tương tự như Phi Yến, thông minh như Tả Giai Âm và xinh đẹp như Hạ Phượng Nghi này nữa. "Vậy thì được thôi, ta đi đây, hay là ta thuận tiện đưa bà Vũ và nha hoàn của muội về?" Ôn Nhu ngẫm nghĩ đáp: "Không cần nữa đâu, cứ để bọn họ trực tiếp về kinh thành, cứ nói là muội ở đây rất tốt. Giai Âm và Phi Yến khi cưới về đây đâu có ai theo đâu, không phải là sống khỏe hay sao?" Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 52 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.